Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem một trong những cái sản phẩm về thiết bị đo kiểm trong ngành sơn của một cái hãng nổi tiếng, rất nổi tiếng của Anh, đó chính là hãng Elcometer. Và các bạn thấy trên bàn là hai chiếc máy đo cùng một model, đó chính là model Elcometer 319T hay là Top Dipolmeter mà công ty nhịp cầu Việt của Ngọc Anh nhập về để cung cấp cho một cái hãng sơn khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Như các bạn biết rằng là Elcometer thì là một nhãn hiệu rất là nổi tiếng trong ngành sơn, và hầu như tất cả các hãng sơn nổi tiếng tại Việt Nam đều sử dụng. Và các anh chị làm trong ngành sơn thì không có lạ lắm gì với những chiếc máy màu cam này. Và ở trong đây thì các bạn thấy rằng là đầu tiên là luôn luôn có một cái giấy chứng nhận của hãng, giấy chứng nhận xuất xưởng ha, có số series number đúng theo cái từng cái máy. Có nghĩa là trước khi xuất xưởng thì tất cả những cái chiếc máy đều được hãng kiểm tra rất là kỹ lưỡng về cái độ chính xác trước khi đưa ra thị trường. Đây là chiếc máy của chúng ta được đựng ở trong một cái bao da ha, và rất là tiện lợi khi chúng ta thi công ở ngoài công trình. Và trong này còn có một sợi dây cáp USB, một sợi dây đeo, và trong đó có thêm một cái quyển hướng dẫn sử dụng. Luôn luôn là như vậy ha, chắn là phải có. Và Ngọc Anh chia sẻ một chút xíu tại sao lại phải đo, tại sao phải đo cái điều kiện môi trường trong quá trình sơn. Với những cái sơn công nghiệp, chẳng hạn như là ngành sơn công nghiệp như là tàu, sơn tàu, bè hay là những cái bồn bể chứa, thì cái việc mà kiểm tra cũng như là theo dõi chất lượng của độ dày màng sơn nó rất là khắt khe. Từ độ dày màng sơn bao nhiêu, độ bám dính của màng sơn và rất là nhiều các thứ khác, chẳng hạn như là đo độ nhám bề mặt trước khi sơn, độ sạch của bề mặt trước khi sơn, và rất là nhiều cái tiêu chuẩn được đo. Thì cái việc mà kiểm tra cái điều kiện về môi trường, cái thời điểm mà thi công sơn nó cũng rất là quan trọng. Đó là đo độ ẩm môi trường, nhiệt độ ngoài trời, cũng như là nhiệt độ của bề mặt cần sơn. Nó sẽ tác động rất là lớn đến chất lượng của bề mặt sơn. Nên chính vì điều đó mà chúng ta cần phải kiểm tra cái nhiệt độ cũng như là điều kiện môi trường trong quá trình sơn, cũng như là trong suốt cái thời gian mà chúng ta thi công sơn. Thì đây là chiếc máy của chúng ta. Đây các bạn, các bạn thấy một chiếc máy rất là nhỏ gọn ha, trong lòng bàn tay. Phía sau này thì được thiết kế rất là hướng đến người dùng ha. Chúng ta có một cái lõm ở đây cầm như thế này, nó rất là vừa tay, rất là thuận tiện, rất là chắc chắn ha, rất là chắc. Và phía sau này thì có hai cái cao su. Đây là model máy nha các bạn này. Đó, Elcometer.com là website của hãng Elcometer. Ở đây có model máy này và xuất xứ cũng như là serial number. Model của nó là G319T. 319T là model cao cấp trong dòng G39, bởi vì 39 thì có hai dòng, đó là 39G và 319T. Trước khi mà có cái dòng máy này đo bằng kỹ thuật số, thì để đo cho cái việc mà chúng ta kiểm tra cái môi trường
thi công sơn thì cần khá nhiều các công cụ và nó rất là mất thời gian của chúng ta, cũng như là cái độ chính xác nó sẽ không cao. Càng ngày càng tiên tiến hơn thì Elco Meter đã sản xuất ra cái dòng máy chữ số này rất là tiện lợi ha. Anh sẽ cho các bạn xem những cái thông số mà trên cái catalog hãng Elco Meter. Các bạn thấy này, một quyển catalog rất là dày ha, dày các bạn. Ở trong này thì chứng tỏ là có rất là nhiều các cái sản phẩm, rất là nhiều sản phẩm đo kiểm trong ngành sơn. Và đây là một trong những cái công cụ để chúng ta đo. Đây các bạn ha, đây catalog của hãng này, Elco Meter 319. Phía sau đây các bạn thấy đó, nó có model 319S và 319T. 319T thì có những cái tính năng hơn, vượt trội hơn, đó là có USB, có Bluetooth để kết nối ha, kết nối với Android, iOS, và có thêm cái phần mềm Elco Master cũng như là software USB card để chúng ta có thể truy xuất những cái dữ liệu đo này vào máy tính để làm những cái báo cáo ha, những cái báo cáo. Đây Ngọc Anh sẽ mở máy lên thử cho các bạn xem ha, nó sẽ đo được những gì trong đây. Ngọc Anh đã bỏ pin sẵn, đã bỏ pin sẵn rồi, và đây các bạn thấy rằng là những chỉ số như là RH là độ ẩm, TS, TA, TD, có là những cái nhiệt độ. Và quan trọng nhất là cái nó sẽ tự động hiển thị cho chúng ta cái delta T ha, delta T. Thì theo quy định của hãng thì có nghĩa là cái nhiệt độ về môi trường hay là cái delta T nó từ trên 3 độ C, trên 3 độ trên lật trên 3 độ C thì đạt của chúng ta đo. Và cái sản phẩm này thì chúng ta có thể tích hợp những cái đầu dò, cái model T này có thể tích hợp những cái đầu dò có từ tính để chúng ta gắn nó vào trong cái dính vào cái bề mặt sắt để theo dõi trong suốt quá trình chúng ta, thời gian chúng ta thi công. Và chúng ta cũng có thể đặt những cái ngưỡng ngưỡng đo nếu như mà nó thấp hơn hoặc là nó cao hơn cái ngưỡng đo này thì nó có thể báo cho chúng ta biết về cái điều kiện thi công nó không được đúng như chúng ta mong muốn. Thì có rất là nhiều cái thông tin về những cái sản phẩm này. Thì anh tin rằng là những anh chị trong ngành sơn, những anh chị mà thường xuyên sử dụng cái này thì còn rành rẽ hơn rất là nhiều. Cái mục đích mà anh hôm nay quay thì chỉ cho mong muốn cho các bạn biết được là nhìn tận mắt xem là cái sản phẩm này nó như thế nào qua video. Và cũng muốn giới thiệu cho các anh chị rằng là nhịp cầu Việt là một trong những đại lý chính thức của hãng Elco Meter và có thể cung ứng cho các anh chị rất là nhiều những cái sản phẩm của hãng Elco Meter. Những cái gì mà không có sẵn thì đều phải đặt hàng ha, đặt hàng từ hãng thì thời gian nó cũng nhanh thôi, tùy theo vào cái tình hình, tùy theo vào cái đợt hàng mà bên dịch của Việt nhập về. Thì các anh chị cần những cái sản phẩm về đo kiểm trong ngành sơn và nhất là những cái sản phẩm mà của hãng Elco Meter thì có thể liên lạc với Ngọc Anh theo cái đường link ở phía dưới cũng như là cái số điện thoại của Ngọc Anh, hoặc là các anh chị có thể để lại số điện thoại thì Ngọc Anh sẽ trực tiếp liên lạc với anh chị để có thể chia sẻ những thông tin mà Ngọc Anh biết cũng như là cũng sẽ kịp thời
cung cấp những thông tin về giá cả, tình trạng hàng hóa và những cái sản phẩm mà các anh chị cần. Và rất là mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.